Phương Nghi đã chuẩn bị những gì khi đã ấn định ngày xuất ngoại. Chỉ còn ít ngày nữa, Phương Nghi sẽ chính thức sang xứ sở hoa anh đào để chinh chiến tại Miss International 2023. Cách đây không lâu, Á hậu Phương Nghi đã chia sẻ về thời gian chính thức xuất ngoại sang Nhật Bản để tham gia cuộc thi Miss International 2023. Khi nói về chuyến đi sắp tới, cô nàng vô cùng hào hức và nhắn nhủ đến người hâm mộ. 20 giờ ngày 10 tháng 10, Phương Nghi sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để sẵn sàng khởi hành đến Nhật Bản. Nghi sẽ bắt đầu hành trình cùng chiếc Jazz Việt Nam tại Miss International 2023. Từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10 năm 2023, cả nhà hãy đồng hành và ủng hộ Phương Nghi nha. Ngay sau đó, đã có nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đều để lại bình luận động viên Phương Nghi. Chúc em lên đường chinh chiến hết mình và thực hiện được mong ước như ban đầu nhé. Tự tin, chiến hết mình, dù ra sao em vẫn cổ vũ. Bình chọn cho chị Hàn này, cực lộ bình an nha chị. Trong khoảng thời gian kể từ khi tiếp nhận thông tin sẽ tham gia Miss International cho đến sát mày đi thi, Phương Nghi luôn tích cực trao dồi. Học hỏi nhiều kỹ năng khác nhau như khả năng ngoại ngữ, catwalk, cách ứng xử, học trang điểm trước những bài học khác nhau. Người đẹp sinh năm 2002 đều thể hiện sự nghiêm túc, tập trung quan sát một cách đầy tỉ mỉ, cẩn thận.